cả nhà nha, rất vui khi cả nhà đã quay lại với cái kênh Vua Khỉ Miền Tây. Thì hôm nay Thanh Toàn có mặt tại xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Để quay ba cái đoạn đưa mấy cây cao vua. Ba cái đoàn sợ bị cấn cái mép dưới, nó cấn nó bay ra xa, nó phải cắt thêm một miếng nữa. Chuồng gà là ba có đồng né được cái chuồng gà luôn. Quá ghê. Như cái tiếng bơm nổ nó rớt xuống. Cây quá dài luôn. Cái này chắc khoảng 10 mét luôn. Trời. Đè hả chú? Ba có đồng đứng ở đây ngắm cái cây phía kế bên luôn. Cây bên kia. Ôm nha anh Trinh. 170 này 180 hoành. Dám có hơn. Ba con đồng tiếp tục cưa cây thứ hai. Cây đó thì anh Hiền cũng đó. Anh Hiền chuẩn bị leo lên chặt tàu đó, cắt tàu bên kia hay gì anh Hiền? Thì mấy cây ngoài đây cũng trống trống nên là mới cắt hạ nguyên cây được. Nhưng mà phải cắt cho mấy cái tàu nha cả nhà. Tại vì nếu mà tàu nó xuống thì nó quẹt ghê lắm. Bia với nước ngọt đó cả nhà. Ở đây là cái vách tường với lại cái chuồng gà ba cái đồng phải né. Nó lục là rất là khó cưa câu vua.
cây quá dài. Chạy ra phía xa luôn. Về có vườn. Ồ cái cây nhỏ này nó muốn cao ngang ngửa cây bên đây. Ô cây bên kia. Dài dữ thiệt chứ. Nó bự nhưng mà nó nghèo cả nha. Góc bên này. Nè, nó có một cái lớp lông nè, bởi nó mài mòn mau lục cái lưỡi cưa lắm. Này thì chuẩn bị leo bên đây để chặt cái những phần tàu, cưa những phần tàu. Anh Hiền leo tiếp tục cây. Cái máy cưa cho anh Hiền để cắt cái nhánh cây xanh này nè. Chú Đường thì chưa có kinh nghiệm cưa cao vua. Nếu bình thường á thì ba có toàn sẽ nắm cái cưa đẩy tới và rút ra, đẩy tới rút ra thì cưa nó sẽ xuống ngọt hơn. Nếu mà cầm cái máy cứ đè xuống hoài thì nó rất là khó cưa, nó bị dính cái lam lại. Ba toàn lấy cái củ hủ cao nè, củ hủ này có thể ăn được. Nó có cái lưỡi mèo kìa. Toàn quay bên đây thì anh Hiện đã cưa xong cái nhánh cái cây xanh này. Chưa đường làm xe lu nè, qua nay cán đường lần bỏ là lúc rồi đó luôn á cả nhà. Ê cái gì cái chậu này chậu chú vừa cái cửa gạo đằng đẵng không coi chừng nó dư á. Cười. Phải không rồi nha. Cố lên chú ơi. Anh Hiền đã leo lên tới cái hoài cao đầu tiên rồi. Ba có toàn cũng giống nhau lăn chung với chú Đường kìa. Rồi. Ba có hoài lăn cái phần gốc của cây mấy cây cao vua trước. Nên là công nhận nó giống xe lu thì cái thân nó cán lại mấy cái viên đá này bụp bụp bụp. Bé lái. Bây giờ anh Hiền sẽ cắt cái đầu tàu đầu tiên. Hên quá, nhào qua đây lại. Mỗi lần anh cắt một tàu là anh sẽ máng cái máy cưa và giật cái tàu ra quăng cho nó, cố gắng quăng cho nó về đây. Tại bên kia là một cái nhà của người khác. Còn những cái phần tàu nào mà nó dè về đây thì anh sẽ cắt cho nó rơi xuống luôn.
cây này thì nó nằm chung nguyên một hàng á, nó chen nhau, nó chen nhau, nó cao lên á để nó kiếm ánh sáng, nên là nó rất ít tàu. Còn cái cây ở ngoài trống á thì những cái tàu vừa tàu cao á, nó khít nhau nhiều lắm cả nhà. Chứ đường lấy luôn cái xe của tiệm tạp hóa nè, không biết làm gì nữa cả nhà. Chở bia hả chú Đường? Chở lông cây. Đất mềm quá không? Dướng qua cái tàu bên cây bên kia. Út. Còn khoảng vài tàu nữa là anh đã cưa xong cái con tàu. Ôi. Vậy là ba cái tàu ra hiệu xuống luôn rồi. Chừa cái phần lá đó lại để cho nó đừng khi mà nó rớt xuống nó không bị giặt lên. Nó gì khó cầm nên rớt qua vườn người ta. Cái này mình kéo xuống đây luôn. Cắt cái này bớt, đặng nó ngã xuống đây đừng nó giặt như cái này. Mà nó ngã cây đây được thì nó trúng vô cái nhánh này. Cho nên thôi phải nhà này bây giờ mình phải xử lý này trước. Rồi mình ra ngã cho nó qua đây chút. Dạ. Yeah. Còn nhà xuống gói cắt cái nhánh cây xanh vô chút nữa luôn thì đang hồi cây kia ngã xuống vô tới hả? Đâu thử coi xả không dây dài nha, nó cản cái đó hồi cây kia nó rớt xuống không được. Ba cũng hoa tính luôn cho cây kia ngã chứ không phải là tính con này không. Đây này có cộng cái sợi dây dù phía trên đọt của cái cây cao để hồi cho chú Đường kéo và ba có toàn sẽ cưa cái gốc. Ba cái đồng mới nhìn thì hồi chồm qua, cố gắng chồm ra có cắt được một chút bên cái nhánh cây xanh này không. Đây hồi cho cái cây kế bên nó ngã xuống ấy. Nếu mà có cái nhánh đó thì cái nó ngã xuống thì độ chính xác không có cao. Tại có thể nó dít lên qua một bên, lệch qua một bên. Cái phần da của cái cao vua này thì nó rất là trơn, trơn hơn cây dừa luôn. Xả dài dài ra dễ đi anh. Khi mà hết dây như thế này thì cái phần ngón tay nó cạ vào phần da của cây cao vua rất là bén. Ba cũng hay chỉ anh Hiền hút như vậy để không có bị cày cái da tay. Leo lên thì cực nhưng mà leo xuống thì cũng đỡ mệt chút cả nhà. Xuống dốc thì lúc nào cũng đỡ mệt hơn lên dốc.
bên kia thì có cái chỗ mà đây là tiệm tạp hóa bên đây, còn bên đây là để cái chỗ để nước đá. Cây ở trong phía trong của nhà có cái cây mận ở đây nữa. Cái cây cao này ba dự tính sẽ cưa như thế nào ba? Cái này là mình chỉ dân mình cưa. Dạ. Mấy tàu hết, rồi mình cắt nhỏ nhỏ rồi quăng ở đây nè. Trời nó xa quá mà. Bắt đầu là lấy mớ tàu và lót tấn đây. Dạ. Tấn đây là cho nó rớt xuống đường, nó đừng chạy vô đây. Dạ. Từ ở trong cái thân cây ra đây là quá dài. Một sải tay là cả mét rưỡi. Còn ra phía ngoài nữa. Mét sáu, quăng qua một mét sáu mới mới ra khỏi ra ngoài cái miếng tôn. À, cái cây này nè. Nếu mà lớn quá mình sẽ cắt nhỏ lại. Ví dụ mình cắt mình sẽ trẻ nó. Dạ. Trẻ làm tư. Giống như ví dụ cái cây bồ đề trên trên thiền viện Ngọc Châu đó. Dạ. Nó hẹp quá mình nguyên vậy đó mình xô chứ nó không lọt. Sẽ trẻ ra. Mình dạ. Nó lọt với cái cây mà bá đậu. Có gai ở dạ. Chỗ cái miếu miếu bà chú xứ đó. Ừ. Miếu thiền. Cái đó là ở An Cư. Cái hậu thành chứ ở cái nứa dạ. Ôi nắng quá bà con ơi, giờ cái này tà đạo quá. Cái tay của anh Hiền thì mai sát vào cái da của cái cao á, với là những cái chỗ mà anh dặm vô cái nhà nó sẽ lú ra một khúc một miếng như thế này nè, xước cái ngón tay cái được cái hay gì cái này cái của anh này khác như này nè, không trung bộ nè, phải không? Cái này khác. Đi hai bộ gì á. Hai bộ hai bộ mày lấy lộn. Em viết mà kiến cắn về viết vậy nè. Dạ. Thịt độc kiến cắn viết vậy đó. Mày muốn đừng nhậu nó nghe uống rượu thôi. Không có bộ đứt rồi chứ bộ ơi. Bộ đứt hả? Là thì sao đây nước lên coi. À, từ đây về sau là không nữa. À bỏ con đứt rồi nó buồn ha mà. Từ đây trở lên là không nữa. Trời miệng ra để uống. Rồi để uống. Sao cái miệng là uống. Rồi sáng trưa nghỉ kèo mới uống. Uống rồi nghiệp hôm rồi lính tráng mình gì đó te tua te tả trơn rồi. Bỏ đứt rồi còn dấu buồn ha mà. Thì nó bị gãy xương đùi vậy là mổ 8 lần rồi. Nó bị nhiễm trùng nó. Nhiễm trùng mà mổ tới mua lưu hoài. Dạ. Đó thì mình có kêu đó là đi qua bên trị bệnh theo của cái cách của mình. Dạ. Mà vợ nó không chịu. Mình biết sao giờ? Tại vì giờ đi sao ha? Mình có cái lời mình nói vậy thôi chứ mình đâu có không lẽ mình lại nằm thiên đi. Dạ. Rồi có sao này thì sao ta cũng đối thừa mình nữa. Mà bây giờ thôi cũng đó là cái tiếc nuối. Sang thì bị nó sụp cái vai. Dạ. Xe đi đường trong vườn mà sình đất đó chợt sụp cái vai. Nó nói cuộn thì bệnh khó nói. Bệnh khó nói. Bị bệnh đàn ông. Như là cái dương vật hay là cái đường tiết niệu hay đường gì đó. Mà nó bị cái đó nó cũng đang điều trị. Dạ. Giờ nó ốm o gầy mòn. À, anh Thiên cũng bị luôn. Rồi Thiên thì đi chơi đi xuống thăm thằng Cường thì về tông vô trụ đèn là bắt đầu là con mắt nó ảnh hưởng con mắt nứt sọ luôn nứt sọ rồi dập hết một trái thận. Yeah. Rồi gãy thêm hai cái ngón giò mà lúc sau mới biết là gãy hai ngón giò sau này đi về trước chuyện nhà rồi cái giò đau hoài. Dạ, nó sưng. Chụp hình nó sưng lên chụp hình là nó gãy hai cái ngón giò mà chưa đi thăm nó nữa. Hôm nay đi lưu vô quá. Dạ. Đi xong chuyến này về để về thì thăm một tháng. Dạ. Rồi cái mình cũng tha thiết nhu cầu coi có ai có lòng quan tâm gì đó rồi có giúp đỡ gì thì giúp. Chứ mình thì mình giúp cũng nhỏ thôi. Nhờ ví dụ mấy người ở Việt Kiều thì người ta cái đồng tiền người ta cao hơn của Việt Nam mình. Ví dụ người ta nhịn ăn một ngày của ta lấy đồng lương một ngày ta bỏ ra bằng ở đây mình làm 3 tháng. Yeah. Hoặc là có thể mình làm đây cả năm như bằng của lương của quý gì đó ở bên một ngày làm, cho nên là vậy mình nữa đó đi vô đó đi rồi mình đi thăm vì cặn kẽ cũng không thì cũng có nhiều người gửi cho mà cho thì tại lúc trước là ta không ngờ là nó nhiễm trùng.
Rồi thôi để mơ mốt về đó rồi càng khỏe hơn. Dạ. Kính chúc bà con mình mạnh khỏe ha. Có dịp nào đi rồi có duyên thì sẽ gặp nhau. Dạ, dạ. Thôi bây giờ bắt đầu tiếp tục. Tục vừa mình sẽ ra đây ra diễn đi. Mình vừa làm mình vừa chuyển. Cho nên nó lâu, hôm qua giờ thì 12 cây cao mà làm mới có 9 cây à. 9 cây chưa hoàn thành nữa. Dạ. À, mình đi, mình cắt mình chuyển đi. Xịt 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 sơ đó đi, quả trời kiếm vàng nè. Tại ở đây không có thuốc sâu á. Nhóc hết trơn luôn. Nếu mà không cắt mấy cái tàu là nó sẽ đập sập cái chuồng gà đó cái đó cả nhà. Rồi lên cắt mấy cái tàu trước. Như trái bơm. Bước lên con một khía cái mạng đi thiệt. Đâu đã. Tốt. Bà cái toàn cưa cái câu vua kế bên. Không quen không vô. Anh Hiền nói leo cái cây bên đây. Thì giờ ba cái toàn sẽ leo bên đây. Hiện tại thì trời đang chuyển mưa nên hơi tối nha cả nhà. Mong cả nhà thông cảm cho tao. Kiến nó bu lại nha. Cục cục. Kiến vàng mà. Nó nói nghe nó hốt bỏ đống trà ha. Ở đây có hai cây thao lao rừng. Đây xem kiến vàng nè. Nó bù đống đống. Hồi nãy phía bên dưới này có cái cây mận thì anh Hiền đã cắt đôn đọt lên xuống rồi. Để cho dễ cưa cả nhà.
bà con cắt nhá nhẹ hết rồi, giờ chỉ cần nắm giật xuống rồi cả nhà, nhá đều hết một lần thì sẽ cắt cái máy cưa và kéo xuống. Làm vậy thì nó sẽ nhanh hơn mà khi cắt từ cà tàu xong rồi máng cái máy cưa thì nó lâu lắm. Nói chuyện tự nhiên nó bị ngẹn chữ. Cái cây này cái tàu nó cũng khá là giòn cái nha. Ồ nó có cái ổ gì đây, cái ổ gì trên cái tàu đó. Cái ổ chìm phướng quá. Hồi nãy Tòng có thấy một con chim phướng nó bay về. Họ với tu hú cái nè. Mấy cái tàu cao vua của cây bên kia thì nó bị dè qua đây, bà con phải cắt để rồi nếu mà nó vướng lên thì cưa nó ngã, khi nó ngã nó vướng lại thì nó sẽ ngã bậy. Không biết cây này là bà con Toàn có chừa mấy cái tàu lên trên ở trên không? Vậy là cắt hết luôn cả nhà. Ba có toàn thì sợ những cái tàu đó nó dướng mình cái nhánh cây xanh bên này nè, nên mới cắt hết luôn. Cũng có thể là ba có toàn sẽ cắt vài khúc xuống cả nhà, cái nó ngắn vậy bớt, cái khúc này nó dài quá, không gian bên dưới thì nó cũng hẹp chứ nó không có rộng. Và các bạn có cột con sợi dây lên cái đầu của cái cầu vua này. Còn với cái khúc này có chia làm hai không hay là sẽ leo xuống cắt nguyên cây? Mấy cây cầu vua này không biết được bao nhiêu năm tuổi rồi nhưng mà tổng thấy nó rất là cao và to. Phía bên kia có một cái cây gì bự lắm cái này, như cây sao. Rồi, vậy là ba cái toàn sẽ cưa hạ nguyên gốc. Tại vì gần đây có tiếng nhạc nên là ba cái toàn giật cái máy cưa cho nó chạy rô đai. Như vậy thì sẽ không bị dính bản quyền được cả nha, bản quyền của YouTube.
sau cái cây cao vua hồi nãy á, thì chừa những cái tàu ở phía bên trên, còn cây nào ba không chừa? Chừa là nó dài nó tới đằng kia. Dạ. Thì tướng biết. Dạ. Cái cây mà nó con còn tàu á, nó rớt xuống là nó rớt bật. Nãy nó đi rớt là nó không có bật. Còn cây mà nó đuổi còn nó rớt là nó sẽ bật. Dạ. Cái nhồi, cái trà đó, nó dịu, nó dịu rồi. Dạ. Nó dịu quá rồi, cho nó bật. Dạ. Trời chuyển mưa đang kỉnh luôn. Anh Hiền đang băm lóng những cái khúc ngã vừa rồi nè cả nhà. Chắc ba có toàn thấy cái góc bên này nó bị cấn cái cây bên đây nè. Là mấy lấy cái máy cưa vào cắt cho nó ngắn lại. Nó không nó ngã khúc này xuống là nó cấn bên đây nè, nó tạt cái góc qua đây. Cái tàu cao này nó che lại tàu cũng không thấy nữa, nó còn thấy là tàu la lên nè. Cái này là rất là khó thì trúng được cái con ốc này nè cả nhà. Không hề đơn giản. Tại nó có chút xíu bằng cái đầu đũa. Cái đường đang mở con ốc ra. Thôi là cái họ mua vào cái ghế để cày đéo mà thấy đâu thay thay được không chú? Không vừa hả? Cái xác sức mà trúng được cái cây này rất là khó luôn. Nè, nó có chút xíu vậy nè mà trúng được. Né cái cánh cửa này nè mà trúng cái con ốc này. Nãy cái này cắt đứt kìa. Nãy nghỉ nghe. Nó sáng đó. Bỏ cái đó đi không? Cắt đứt. Vậy xin này xin bót cô rồi mà cắt đinh luôn. Xin bót cô mà cắt đinh luôn. Tiếp tục cắt kìa cái này. Cắt lại là đường cũ luôn. Dính rồi muốn ra.
trúng cái cây này. Nó quẹt gãy củ hủ cao luôn trời. Cái nhánh nó bán chứ hả? Nè. Quẹt gãy củ này ra luôn nè trời. Ghê thiệt chứ. Trâu của nó văng lên ra nè. Trâu ơi, dồi quá dồi rồi. Dồi đâu? Nè, nó bò lúc chút kìa chú. Cái xanh nó quẹt á. Cành đào tới cái dính cây xanh nó cắt xéo xéo nó bén. Em thấy không nhúng nhích, không lăn qua được luôn anh Hiền ơi. Giờ chú Đường với anh Hiền lăn hai khúc cây nè. Được không? Cái này là hơn hai bánh xe lu nè. Rồi. Tới luôn phát tài ơi. Này coi ở đâu có lò lộ không em ra luôn mà. Này có ai cắn nền không cho xe xuống đây. Chở hai khúc này về. Em ta chỉ thì tỉnh mà em đi hại đi quay về để nó nhẹ mà lăn hoài cũng đâu không nổi nữa. Mà giống em bé mà đi mà bồng mà ấy quá. Bự quá bự. Không có cái này chứ cái này sao? Cái này em bé ẩm đâu vật. Không có cái này giống cua. Khúc này dài trăm ký chứ đâu ít. Cái này cái cua le tôi tư cái mổ chị Hòa ăn thì nhông mà chứ nhông không nổi đâu. Tới cả nhà nghe được cái tiếng đá không? Bự khủng khiếp. Vậy là ba con Toàn cũng đã cưa xong được 4 cây rồi cả nhà ơi. Nè, 4 cây nè. 4 cây rất là cao. Vậy thôi Toàn cũng xin tạm dừng video tại đây. Hẹn quý vị vào những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.